vật này cũng quan trọng lắm nè. Không biết Suka còn nhớ là mật này ai đem lại không, trong mấy anh em nè? Anh Linh. À vậy là còn nhớ nè. Thử rồi. Chưa, nó còn gì thông thái. Anh trai. Vậy. Anh trai. Lê Thanh đang làm ẩm thực ở trong đây nè. Làm món gì vậy Lê Thanh? Mật luộc xả. Món đặc sản của ở An Giang này, chứ ở Kiên Giang quê của Linh không có làm món này được đâu, không biết đâu. Sáng tính kêu ông Vinh mua nước dừa rồi. Tại quê mình có nước sông cũng ngon mà. Mực này rất là tươi luôn quý con. Hôm qua Linh là đi ra ngoài cảng, nhà Linh gần cảng đó, là người ta mới đa mang vô á, người ta mới đánh bắt vô á. Linh mua ở đây hôm nay để mấy anh em ăn mừng cái nhà bếp của Suka nè. Cái này là của chị Kiều, bữa gửi tiền cho mấy anh em cà phê rồi mấy anh em cho mấy anh em ăn tiệc đâu đó, thì mấy anh em chích ra mua đồ rồi ăn tiệc. Thay vì mua ở ngoài chợ thì nó không được tươi, Linh chịu khó mua từ dưới lên cho nó tươi. Sao thấy nó im không? Ngon thơm á. Ngon hơn mực ngoài chợ không? Ngon hơn một chợ thì qua nhiều ngày rồi, ở đây thì mực tươi mà. Quê của Linh biển mà. Đó, nhìn thấy hấp dẫn ha. Anh để nắp lại cái nó cho sôi lên rồi nhắc xuống dưới. Vậy là làm đó ha. Cái này hồi làm món gì còn nướng. Nướng hả? Có một số anh em thích ăn nướng. Rồi mực hôm nay làm hai món, nướng và luộc sả. Luộc sả là anh này đề xuất nè. Đó. Xin chào quý vị cô bác nha, bắt đầu là chúng ta sẽ được đăng đeo với lại đại mực. Rồi, Suka đi vòng đi tới dưới kia rồi đi lên đi qua đi lại. Đó bây giờ đi lên nè. Để Linh gượt vòng theo cho bà con theo. Đó. Rồi, đó. Đó. Có ý là cho ông bà ông ăn miếng gì để cho vui mà cái mà. À, đi vô nè. Để Linh gượt theo cho bà con xem, mấy ngày bà con chưa có xem Suga đi vòng. Chú Quyện làm gì đây vậy? Quay sơ cái phòng. Đi quay sơ cái phòng cho cô chú Quyện xem đây nè. Trước kia là cái bếp. Bây giờ trở thành một cái phòng. Bắt quạt coi chừng á. Rồi đi nữa nè. Do nó gắn cái nồi lao mà nó chưa lao luôn là đi tiếp. Rồi cái quạt kiểu gì? Cái đó làm gì? Lao sàn hả? Lao cái phòng này để tối ganh rảnh vào đây ngồi lao anh phải không? Trà thơm phức ha. Được à, im à. Rồi im chưa? Test thử coi. Cái này không có lao cái đó được đâu. Cái này chỉ lao nước được rồi, cái cây cái sàn gạch á mới lao cái chai đó. Được không? Anh hỏi cưới em có gì ạ? Ai? Anh. Không có à. Không có thiệt không? Không có à. Không có gà giống mấy ông kia nữa à. Giết rồi bị mà lây mấy ông kia hết gì gà đem một đống bảy gà nữa rồi. Chú Quyện giả gà hết gì nè. Đúng không? Chú Quyện dạy gài phải không Suka? Suka nói ừ kìa. Rồi món mực là đã làm xong rồi quý con. Mực này là mấy anh em là luộc nguyên con. Thì mực thì thường lọc nguyên con như vậy á, nó mới ngon nha. Nó có luôn cái mực đen đen như vậy nè, là ăn nó mới mát, nó mới tốt. Anh Quyện chuyện này bảnh chuyện đẩy bảnh chừng nào. Để đại đó đi rồi hỏi. Này là chấm với muối ớt bà con ha. Này của anh thằng Linh nha. Không, cái này là mua. Rồi xuống Suka ơi. Cái này là mua từ cái tiền chút ra của chị Kiều cho mấy anh em cà phê đó. Giảm cân nữa hả? Rồi Suka ra, Suka ơi. Trời ơi, anh nuôi chưa chân làm hết chén hả? Chén thứ hai hả? Ăn tương anh ơi. Hả? Em ăn tương. Vậy hả, anh Chúc đừng ăn mực nha. À. Lên vô đi.
Dạ chưa có chỗ trống không? Chưa chỗ trống cho xuống cán. Giám đốc à. Giám đốc lớn à, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cho mấy con mực coi. Này gấp cho anh cũng vài con mực cái cây bạn bạn hiền. Rồi xong hết ra chưa ca mình ngồi mình ăn đi. Mà chị kêu đi. Thí kêu. Chị đó tại chợ cho mình cái bữa ăn này đó. Đây cho đưa chén này anh lấy cho miếng tàu hũ nè. Miếng tàu hũ luôn. Hầu như chị kêu lắm gà đại chợ cho Suka rất là nhiều nha. Thì bữa chị gửi qua là cho anh em làm tiệc thì bữa nay sẵn thì đến có này không? Dùng cái số tiền đó mua mực làm tiệc luôn. Của chị Thí Kiều cũng thông báo nha, còn một buổi tiệc nữa là tiệc mừng ăn xe đạp bên Lê Thanh đang giữ nha. Vậy hả? Mua chị Kiều luôn vậy. Chị Kiều luôn. Nhưng mà mua xe đạp thì để coi mình mua chắc còn dư. Vậy hả? Rồi sao Yuka ăn mà con mực gì thấy ngon không? Vâng. Rồi đi nữa rồi, nó đi cả chừng 1000 lần vậy đó. Đi tới đi lui đi lại. Ừ. Rồi ok. Có thằng giấy không Suka? Thằng giấy hả? Ừ. Con vật này cũng quan trọng lắm nè. Không biết Suka còn nhớ là mực này ai đem lại không trong mấy anh em nè? Anh Linh. À vậy là còn nhớ nè. Thử rồi. Chưa, nó còn anh thông thái. Anh trai. Ừ. Vậy? Anh trai. Anh trai còn anh hai. Anh hai là anh hai thì anh trai chứ anh hai giống là anh gì? Em có không? Không. Ngồi lại. Ngồi đi. Em chút xíu trắng miệng. À. Chưa một chút đi ngồi ăn cho ăn đi rồi ăn chút rồi tính tiếp. Rồi anh đi có Su Trà Ca là ai đâu chỉ luôn đi cho rồi coi. Ờ dưới này có chú Dũng nè. Anh Linh đâu? Hôm qua là Su Trà muốn cho nó là dặn anh Trường Giang, anh Linh là anh em hết tất cả anh em hết tất cả không bị gì hết. Ừ. Hôm qua có quay lên lấy. Trường Giang khỏe mạnh mới được, đúng không? Khỏe mạnh mới được. Đúng không? Trời ơi, Su Trà hôm nay ăn vừa ăn mặn rồi vừa ăn cho ăn lạc luôn hả? Tôi cũng lên nha các bạn ơi. Ừ, ơi. Được. Ngon ha, ngon ha Suka ha. Tôi hôm nay ăn cá Suka nữa nha. Chú Quyện có thể để cái đó qua một chút được không chú Quyện? Đúng rồi đó. Ừ. Kìa, đây nè, bỏ đây nè. Quá vui đợt này Suka hết bệnh nha Suka. Dạ. Ngon đi. Nhịn miệng của bác Viện kìa. Chưa ai nhịn miệng bác Viện kìa. Đúng rồi, ăn mực này là phải vậy đó mới ngon á. Mát. Ừ. Lần đầu tiên mình mới ăn được mực này á. Nhà nào ăn lỡ thì vui gan chỉ chứ không phải nửa dài đâu. Đúng rồi đó. Ta không có thích ăn. Chứ lại con mực tục á. Mà nó còn tươi còn sống ha. Anh cũng đem luộc không gì ăn không. Đúng rồi. Nó không có cái cá gì bên trong hết trơn á. Mình coi mấy cái kênh đi biển á. Rồi luộc nguyên không á. Suka đó giờ có ăn một ngày chứ Suka. Chưa giống chú á. Ngon không? Thấy ngon không? Suka thấy ngon không? Suka. Muốn ăn mực này hoài không? Kêu anh nuôi anh Linh gỡ lên. Rồi đi đâu nữa? Rồi đi nữa hả? Năng chút cái đứng vậy đi cái rồi ngồi xuống ăn tiếp. Ủa, nhà con giật mới nha. Chủ tịch. Chủ tịch á. Xin giới thiệu với quý bà con đây là anh Lến nha quý bà con. Anh Lến mà Linh có mấy đứa gài không có lên Suka mà Linh có lấy clip của anh Lến gửi xuống đó. Để đăng cho bà con xem Suka đó là anh Lến mà hay trò chuyện với Suka mà sau những ngày tối anh đi làm về anh qua anh quay Suka đó. Hôm qua mới quay phải không Lến? Đúng không? Hôm qua em mới lấy một đoạn nè. Đó. Cái này gạo hay trứng vậy? Trứng á, trứng. Trứng á. Trứng á. Giống hột gạo rồi. Đúng rồi, trứng nó vậy á. Trứng anh ăn đi nhẹo nhẹo mà béo lắm. Trứng á. Béo dữ không? Béo luôn. Hay không? Còn trứng gần mà. Cho anh. Cho anh Trường Giang một con hả? Ba ơi anh nhớ. Cái chậu rồi. Đây phải không? Thích bên cho. Bên luôn rồi. Đó. Né đi, né đi, né đi. Né đi. Qua đi vòng qua đây. Ồ, bữa nay đầu bếp này hơi nặng ký quá ta. Ừ. Ấy liền trời. Giỏi giỏi luôn á. Phụ nữ. Cái mời Quân Thảo đẹp. Giỏi. Đâu có ai nói dở đâu. Chị đúng rồi, lại cho anh Thảo miếng giấy này. Không có cho đâu, cái ăn mực này là phải vậy nó mới ngon. Ngon. Ừ. Ngon. Ừ. Hả?
Nó mới ăn lần đầu luôn, thiệt luôn, nó nói thiệt. Nhưng mà im không? Im phải không? Ngon hơn mực mua mắm mắm. Đó là mực tuột mà. Đó giờ rồi ông lấy cái bọc đi gấp cho ông ba cục. Vậy. Bây giờ gấp hai cục đem cầm theo đang chạy xe cắn tớ vợ nó cũng hết nè. Ăn cái gì? Cái gì vậy hả? Cấp gì trời? Giám đốc này bận công việc quá. Cái gì nè. Rồi bắt lưng ra. Khăn, khăn hả? Bạn cắn nè. Ừ. Khán giả nói khán giả nói là nhìn Suka ăn là thấy thèm. Suka ăn lẻm lẻm. Không, quay Suka ăn là khán giả phái lên. Cái chén quá bên này đồng thảo đem thù lùi luôn. Để cái chén cho chị Hân Suka. Chén đâu mà lấy. Còn không? Cái tô đi, cái tô á. Còn cái chén. Tô đi. Cái tô đi. Đó này em đang quay nén. Đúng rồi, chị Hân là phải ăn tô chứ ăn chén không được đâu. Cái tô bự á. Đúng rồi, cái tô bự nhất cho cái tô bự nhất cho chị Hân nè. Đó. Cái đũa kìa, đũa mới à. Ừ, cái tô bự nhất đó. Ừ. Thì là phải cỡ này. Đúng rồi. Này. Đúng rồi đó. Ừ. Cảm ơn. Ngày chị đây chiều chị về chúng ta. Lên ra ngồi lấy chai muối chấm trái cây đi chấm cũng ngon rồi. Không. Chai muối à. Lấy chai muối tôm đi. Có là chị bà nhắn tin mới nói Suka biết sao không Suka? Nói là phái xem clip Suka ăn. Ngon quá. Mỗi lần mà đút cơm cho con ăn á, mở clip Suka lên là con chỉ ăn cơm liền à. Vậy á. Muốn ở đây. Ủa sao nó dài mà nữa? Thôi chị bớt miếng đi. Đừng xa bớt cho nhiều đi. Cho mẹ rồi chốt quá. Rồi chốt 20 con luôn. Rồi chốt chứ 7 đi. Nồi đóng lên. Con mà, rồi còn cái nướng nữa nè. Bớt ít con mực quá. Lâu lâu lên gì dưới là có mực đem lên á. Ngọc cái gì có linh cũng ngon chứ ha. Ngọc chai này nghe quý vị. Ngọc chai đó. Ngọc chai. Mất ai buồn. Em buồn. Em buồn. Ừ, đây nè có nè. Cái tô đây. Ngọc chai nè nha. Mới mốt là Suka thành người dỗ trẻ biến ăn đó nha. Tại vì cái là có nhiều chị nhắn tin là nói là con chỉ không ăn, mở clip Suka ăn lên là ngồi ăn liền à. Ngồi đi. Dạ. Thiệt. Có đúng rồi đó. Suka luôn. Rồi. Có lý rồi nha. Suka nhìn Suka ăn thấy thèm. Ừ, vậy á. Vậy nè. Bà nói ăn con không ăn chị Suka ăn hết à. Ủa nóng gì đâu. Vậy chị nhà quá. Có ăn con cho nó hết. Chị nào mà muốn con ăn nhèo nhèo thì đưa tôi gửi tiền cho Suka mua đồ ăn. Đây cái sao. Đã tới giờ dòng Suka. Cái số đó lột rồi. Rồi đó này nó quạt ra đi. Đấy gần gần đó được. Đúng rồi, vậy cho bà đợi. Đó ok đó. Không có thang nó bị ướt thì vẫn cháy. Càng ướt. Từ từ một chút nó tới nó mà cháy lên là cả không kịp mà không dính mực không? Suka nhìn miệng chú đi Suka. Suka. Thấy Suka, Suka nó giờ nó ăn nhìn miệng chú nè. Ăn nó giờ có dính đâu mà mấy cha ăn dính quá vậy? Nhìn miệng chú có chuyện không? Tôi không thấy cái miệng tôi làm sao. Dạ mà cái miệng của chú gì? Chú Thảo đẹp cái ghê luôn nè. Suka. Giống cái gì? Anh này cần cái kia cần cái nó cần quá ăn rồi quá ăn nhiều quá thú thảo ơi ngủ đại con này đây sao học khăn không ngồi xuống Suka đâu nữa rồi nghỉ ăn rồi nghỉ ăn rồi ngồi chơi Suka đi lấy đồ chai đây cái màu đen nhìn ác quá đây gì lấy cái chén cho chị Hân ra đây luôn rồi Suka ơi. Cái này coi bộ không ngon bằng gà bởi vậy Suka ăn có chút nghỉ rồi Suka xuống đây em nghỉ ăn rồi ngồi chơi ngồi đây đi nghỉ ăn rồi thì ăn hết chén đó được rồi cái chén này là cầu hủ
Không, không, không. Ăn đủ hôm nay cho miếng đủ nè. Ăn ăn tức là ăn không dính mà mấy ông này ăn dính hiểu không? Nóng nóng không? Rồi miếng nóng nóng rồi. Đổ đi. Đổ đổ mới đây nè. Mới ăn mới nhường chứ còn ăn lâu không có nhường đâu. Trứng á. Mặt trứng á. Trứng béo lắm. Cho ngồi đi, đừng đừng có kêu nó họ nó hót nữa giờ nè. Nó thích ngồi đâu cũng chở ngồi đó thôi. Đừng có làm theo ý mình, làm theo ý nó đi. Rồi ông vô thay vị trí đó đi, tôi quay nè. Rồi vậy thôi anh lên ngồi thấy chỗ Thu Ca thôi, mình cũng tạm biệt các bạn luôn nha các bạn.